Bài mới của Twice gây tranh cãi khi số một hàng loạt bảng xếp hạng nhưng bị Knet chê thậm tệ, hết ném đá phần lời lại đòi chia ít like cho Momo. Màn comeback của Twice hiện đang là tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng vì hơn 8 tháng rồi các cô gái nhà Zip mới tái xuất với đội hình đủ 9 người. Ca khúc Mo và Mo của họ cũng có thành tích vô cùng khả quan khi đứng đầu ngày 4 tháng 6 bảng xếp hạng âm nhạc tại Hàn Quốc, hoàn toàn có thể giành danh hiệu OnQ nếu giữ vững phong độ. MV Mo và Mo Twice dù có thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng, nhưng bài hát mới của Twice lại nhận về vô số ý kiến trái chiều. Một số người thì cho rằng cuối cùng chính cô gái đã tìm được màu sắc của mình, sau nhiều năm đóng đinh với hình tượng dễ thương. Trong lần comeback này Twice đã trở nên trưởng thành, quyến rũ hơn nhưng vẫn giữ được phong thái trẻ trung, giàu năng lượng. Một số người cho rằng Twice đã tìm được màu sắc riêng qua lần comeback mới. Thế nhưng không ít cư dân mạng Hàn Quốc lại buông lời chê bai ca khúc Mo và Mo họ cho rằng bài hát nhàm chán và là sản phẩm flap của Twice bất chấp hạng một trên các bảng xếp hạng. Có người còn nặng lời so sánh ca khúc này với rác rưởi. Với fan, có thể mo và mo, hay ngoài mong đợi nhưng lại không đạt được sự kỳ vọng của công chúng. Một số người còn tỏ ra ngao ngán với lời bài hát mới của Twice. Họ cho rằng lời ca khúc mo và mo có phần trẻ con và khôi hài, nhất là khi chế răng so sánh mình với mèo hoang trong phân đoạn của cô, em vốn ích kỷ, xin lỗi vì anh không biết. Trước tiên để em xin lỗi, vì em muốn anh hơn và hơn thế. Không cần ý kiến của anh đâu, sẽ đánh cắp trái tim anh. Anh sẽ yêu em thôi, anh không thể nói không đâu. Em đúng là cô mèo hoang. Em ở đây để có được anh, anh chỉ cần đợi thôi. Đừng đi xa quá, hãy về lại bên em một lần nữa nào. Lời bài hát của Twice bị Knet chê tơi tả. Bên cạnh đó netizen Hàn Quốc cũng nhận xét giọng hát của Momo là vấn đề lớn trong ca khúc. Phần hát của cô trong Mo và Mo bị đánh giá là chói tai và lạc quẻ. Nhiều người còn tỏ ra thất vọng vì nữ idol người Nhật đã hoạt động 5 năm, nhưng vẫn không hề tiến bộ. Live more và more, Twice live của Momo từ 0 giờ 30 phút. Net bình luận, điên mất thôi. Twice là nhóm đi theo hướng hoang dã và họ chỉ thực hiện concept dễ thương, nhưng cuối cùng thì nhóm đã tìm được màu sắc của mình. Visual các thành viên ở đoạn mở đầu thật sự điên đảo. Nghiêm túc thì họ rất xinh đẹp và bài hát chắc chắn sẽ chạm nóc bảng xếp hạng. Hãy thử nghe một lần nhé không nhưng tôi là người duy nhất thấy bài này có chất lượng ổn định à nghe như một bản nhạc pháp và có sự tinh chế vũ đạo của họ cũng mạnh mẽ theo thời gian và họ trông rất ngầu bài này cũng thường thôi momo có thể sửa cách phát âm và giọng rap được không bài hát thì hay nhưng like của cô ấy đã phá vỡ mạch thưởng thức của tôi tôi đang nghe thì phải dừng khi đến đoạn rap của Jihyun. tôi hỏi điều này từ tình yêu dành cho twice nhưng chúng ta có thể đưa ít phần hát hơn cho momo được không tôi chỉ chịu được chừng đó tiếng lầm bầm thôi Sao mà debut 5 năm rồi nhưng cô ấy vẫn hát tệ thế? Tôi không thể chịu đựng hơn nữa khi nghe nhạc của họ. Nghe bài hát rồi, chẳng xứng đáng được số một chút nào. Ngày càng trở nên kỳ quặc. Bài mới của họ lại tiếp tục là một ca khúc flap thôi. Ca khúc mới của họ là rác rưởi nhưng vẫn đứng một. Twice xong đời rồi. Họ nên xào lại những bài cũ đi. Nhạc mới có thể hợp gu fan quốc tế nhưng các ca khúc dần trở nên tệ hơn. Momo đã làm việc ở Hàn nhiều năm nhưng tôi vẫn chẳng hiểu cô ấy nói gì. Ca khúc của họ chán quá. Nhóm này như kiểu có các đầu bếp nhưng không biết cách sử dụng dao một cách cơ bản. Tôi xem MV và tắt luôn sau 2 phút. Ca khúc thì chán, concept một màu, tôi ngắn lắm rồi. Vẫn là biểu cảm ấy, góc độ ấy. Tài năng của họ không được như mong đợi. Những nhóm nhạc hàng đầu như SNSD đều có main vocal làm trung tâm của nhóm, nhưng Twice chẳng có ai sở hữu tài năng đặc biệt. Bài hát là gu của tôi nhưng họ cần đổi người viết lời cho Twice đi. Trong chia áp có đoạn một cô gái không thể dễ dàng giao trái tim của mình. Em hy vọng anh hiểu vì em là con gái. Tôi nghe xong mà câm nín luôn. Xin hãy đổi người viết lời. Họ thực sự không thể viết ra hồn. Đồng ý, lời bài hát quá chán. Bất chấp những lời chê bai của một bộ phận cư dân mạng xứ Hàn, tính tới 12 giờ 30 phút KST ngày ngày 2 tháng 6, ca khúc mới của Twice đã vươn lên hạng 2 trong hệ thống e-chat và tiếp tục thống trị ngôi đầu bảng xếp hạng Melon, Suribader, Max và Zinni. Điều này cho thấy âm nhạc của nhóm nữ nhà Zip vẫn được đón nhận nhiệt tình và quan trọng là họ dám thử thách bản thân với những điều mới mẻ dù có thể sẽ vấp phải sự phản đối của phần đông công chúng. Bất chấp lời chê bai của Knet, Mo và Mo vẫn có vị trí cao ngất ngường trên các bảng xếp hạng xứ Hàn. Nguồn tham khảo, Panchua, Netizen Bura. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.